các du khách ngoại quốc gấp rút rời khỏi thủ đô London của Anh. Nhiều người đã đổ xô tới các phi trường tại thủ đô London của Anh để mua vé trở về cố quốc, điển hình như là Bỉ và Pháp, vào Chủ nhật ngày 10 tháng 12 trước khi lệnh cấm đi lại bắt đầu có hiệu lực. Nhiều quốc gia Âu Châu mới đây đã tuyên bố hạn chế người dân ra vào Anh Quốc do nơi này đang lây lan một chủng coronavirus mới, vốn truyền nhiễm nhanh hơn gấp nhiều lần so với chủng đầu tiên. Giới lãnh đạo Bỉ Quốc nói rằng họ sẽ đóng cửa biên giới trên không lẫn trên bộ nhằm mục tiêu vào chuyến bay lẫn tàu hỏa đến từ Anh Quốc, tương tự như chính sách của Hà Lan. Chính phủ Ý cũng vừa mới đưa ra quyết định mới không cho phép người dân du lịch sang Anh Quốc. Nhiều địa danh nổi tiếng của Anh hiện đang vô cùng vắng vẻ vì lệnh cảnh báo được nâng lên tầm cao nhất ở London và mạng đông nam của quốc gia.